cho 100 ngàn, thì mình niệm Phật 100 tiếng Nam Mô Di Đà Phật để giải thoát trong cái quả nghiệp của người ta, rồi cầm tiền đó mình cho lại người khác. Để mà gặp những cái hoàn cảnh khó khăn nào đó thì chú cũng phát cho người ta luôn. À, đây là cái tất cả các bánh trái cũng như là đồ đạc chú đều để ở trong này hết à. Em công quả tu hành, chú trong tâm tổ giảng sanh liên đài, về Phật quốc ngày ngày an lạc, cả giống dòng giải thoát liên trầm, rồi đem đạo pháp truyền thâm, độ cho dân chúng hết lầm hết mê, rủ nhau á, cả dạng vật đồng về Phật cảnh, chẳng liên trần ngạo ảnh gạt lường, nguyện cầu chư Phật mười phương, nét bàn thận địch là đường vô sanh. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang. Trên cái đoạn đường đi như thế này thì Bùi Hồ có bắt gặp một ông lão vô gia cư. Hàng ngày thì phải ngủ ở trên một cái chiếc xe lôi như thế này. Và đây là hình ảnh cái chiếc xe lôi của ông. Và nghe nói rằng công việc của ông đó là bán vé số và ông làm từ thiện. Dạ, con chào chú. Dạ. Cảm ơn cháu. Dạ, chú cho con đeo này với nha. Hai chú cháu mình ở đây tâm sự chút xíu ha. Chú năm nay là chú bao nhiêu tuổi rồi chú? Còn mấy ngày nữa 76 tuổi rồi. Dạ, chú 76 tuổi. Chú ngủ ở trên chiếc xe lôi này luôn hả? Ngủ xe lôi chỗ nào không có mưa với không nắng thì trèo lên ngủ. Ngủ bình tĩnh rồi thức dậy đi bán nữa. Dạ. Đó, đòi đi điện đó. Chú không có nhà hả? Không. Chú có con cái gì không? Không. Không luôn. Không có vợ, có vợ không chú? Có vợ mà thôi, đổ giờ gia can theo cái quyền gia chủ nói mà. Dạ, nói sao chú? Ông nói hạ nguyên này đã hết đời, phong ba biến chuyển, đổ giờ gia can, năm mèo kỷ mão rõ ràng, khắp trong trần hạ nhộn nhàng thiết chi. Là thế giới đều đau khổ hết, bệnh hoạn hết, chứ không có phải một người vinh trời nè. Sao chú ở trên cái ngủ tối là dọn cái này xuống ngủ hả? Không, để gì trèo lên ngủ khúc đỡ khúc kia. Rồi tắm rửa vệ sinh tắm ở đâu? Rửa đi nhà trọ tắm hay hoặc xuống sông tắm. Dạ. Để ăn uống sao chú? Ăn uống thì cơm từ thiện thiếu gì mình phát cho bà con ta nữa. Lãnh cơm lãnh cơm từ thiện nè. Lãnh cơm từ thiện phát cho bà con ta luôn. Phát cho bà con ta luôn. Còn đồ này là đồ chú đi hàng ngày chú thay chú mặc đó hả? Thay mặc chứ đồ ngủ. Dạ. Chú sống vô gia cư là bao nhiêu năm rồi? Năm nay nữa là chắc cũng hai mấy ba chục năm rồi. Ừ. Thì sao chú không mướn nhà trọ? Mướn nhà trọ và phức tạp lên bỏ cái đồ dụng cụ trong nhà trọ đó là không tiền đóng ta bị lo làm từ thiện đó, rồi không tiền đóng ta có 300 ngàn bạc ông phát cửa hoài vét luôn, tôi cho ông hết luôn á, coi như nghiệp quả tôi hồi trước tôi dai ông, bây giờ tôi trả độ mấy chục coi mấy chục triệu á, bỏ hết đồ đạc gì đầy đủ chứ bỏ trong nhà cho anh ta hội kế bên sau lưng ngân hàng. Ở dưới này là gì hả chú? Cái này cũng gối mùng mền. Thì chú ngủ trên này luôn chứ không có chạy xuống dưới ngủ ha? Không, thì mình chuẩn bị ra đi trước sau cũng chết rồi, đường sanh tử tụi mai một lát à. Rồi cái mình tấn niệm xong rồi xe này cho từ thiện bệnh viện có đăng ký rồi, khi tôi chết là cho xe mấy ông đi làm từ thiện. Chú ăn chay hay ăn mặn? Ăn tương. Ăn tương. Ngày chú bán bao nhiêu tờ vé số? 200 vậy là đủ sống rồi. Dư sống. Bởi vì nhiều khi bà con ta khổ đó, mình mua dưa leo hoặc củ cải trắng hay củ sắn đồ để thêm cho cái bếp cơm của mình, từ thiện của mình đó, để mà bà con ta dùng mình được phước. Dạ. Là 200 ngàn đó thì chú làm từ thiện nhiêu còn nhiêu xài hả? Mình xài còn có nhiêu thì mình mua nhiêu, chứ không ai ép mình tự tâm mà. Dạ. Chú nóng cho bếp cơm nào? Đâu có bếp cơm từ thiện, nó nhiều nơi lắm, Khoa Diễm có, rồi ở bệnh viện có. Dạ. Bệnh viện lớn, bệnh viện mới, bệnh viện cũ. Dạ. Phòng Thú Nam có. Dạ.
Chú với vợ của chú là chia tay bao nhiêu năm rồi? Năm 89 tới giờ đó. 33 năm, 32 năm. Ừ. Vô lại bắt đầu làm từ thiện cho bệnh viện đa khoa. Làm xong rồi cái làm không nổi nữa mới ra ngoài bán vé số. Mà sao, tại sao chú chọn cái công việc là sống lang thang một mình như thế thì chú buồn dữ không? Không có buồn gì hết. Niệm Phật cho rành nó thấy thì thằng tiên mà buồn gì? Dạ. Mình tưởng đến Phật nghe ăn cơm bữa. Dạ. Sớm với chiều. Dạ. Mới được phần ngày. Quan trọng cái phần ngày á. Dạ. Chú theo đạo Hòa Hảo hả? Hòa Hảo chánh gốc. Dạ. Theo Đức Quỳnh Giáo Chủ dạy thì bao nhiêu là phải nắm cho vững cái hoàn toàn trả lời của giới cứu sanh. Dạ. Đã ước nguyện mình. Chú với cô là ở không có con luôn? Có mà mình coi như không có luôn. Mình không muốn nhắc tới. Có mấy người con chứ? 5 đứa con mà không có lung lia. Dạ. Ráng chọn vui, chọn sáng, chọn lành thì Phật đâu có tu hành làm chi. Ráng tu đang cho khỏi kiếp nghiệp quả, tìm tiếp 7 đời 9 kiếp cho nó mãn nguyện. Chú nghĩ cuộc sống của mình gì là có kiếp trước mình có tạo nghiệp không? Có chứ. Có dai có trả mà. Dạ. Nghiệp quả có đầy đủ chứ. Vậy là kiếp trước vậy là nghiệp gì chú? Mình đâu có hiểu được, khi nào đắc được còn không mới dạ. Biết được. Người nào đắc được mới biết được ha. Ừ, bây giờ chưa đắc thì chưa biết. Dạ. Chú tên gì nãy chú tên gì? Lý Văn Bé, biệt danh là Hai Bòn, Hai Từ Thiện. À, Hai Bòn Từ Thiện, chú Bòn. Ừ. Tên thật là chú Bé. Ừ. Ở ngoài cái việc mà cái tấm niệm ở đây là che tất cả bộ đồ với lại mặt trên cơ thể của chú thì chắc có lẽ là cái phần mà có giá trị nhất đó là cái chiếc xích lô như thế này. Xích lô như thế này. Xích lô rồi á. Dạ. Thì chú là vé số này là chú lấy bán là... Bán rồi chiều hết trả tiền ra. À, lấy gối đầu ha. Ừ. Có nghĩa là bán hết xong mình đưa lại tiền gốc cho người ta. Ừ. Thì lấy tiền lời mình xài. Ừ. Còn muốn làm phước nữa là cho nó mượn vốn. Rồi mình lãnh nhiều đi chứng dịch nhiều. Vốn lại nó phước hết. Thôi rồi bây giờ mình chuyển đấu mà ngủ lại. Không. Rồi chú bán không rồi có dư không? Đâu có dư. Lấy quay mình làm hước hoài cái tâm mình nó bỏ cái từ thiện không được, làm hước không được. Vì vậy người ta thấy người ta khổ não cũng như mình khổ não. Mới làm hước, mà làm hước rồi cho mượn vốn lời quyết hết chứ mà không ai trả. Dạ. Có nghĩa là dư cái mình cho người ta mượn làm hước, người ta đi bán, cái người ta lấy cái của mình luôn. Vốn lời người ta xài luôn chứ bị biết mình. Kêu ta trả lại bây giờ chợ luôn chứ về thiếu 30-40 triệu đó. Thiếu chú ha. Ừ, mấy người bán số người nào cũng thiếu hết chứ nhiều thôi. 503 triệu, 4 triệu, có 2 triệu, có 1 triệu, có đầy đủ hết. Rồi chú có đòi không? Kêu ta góp ngày 10.000, 8 triệu rồi ta không đưa rồi sao giờ? 5.000 cũng không có, nhiều khi ăn cơm từ thiện thiệt. Nhiều khi bữa ăn có 15.000 bạc đầy đủ. Cơm tơn á. Chú ha. Ừ. Mà không có 15.000 mà. Vậy đó. Rồi sao? Tại cái tâm mình từ bi, mình không có dự trữ. Dạ. Mình biết mình đi giờ nào. Dự trữ để mình làm gì. Nhắm mắt cũng nắm tay rồi phải trắng không mà. Cái cuộc trần thế mà quá khổ rồi. Mừng thôi người khổ người. Giàu á thì để tiền bạc giam cầm. Giàu thì sao chú? Giàu bị tiền bạc giam cầm. Bị tiền bạc giam cầm. Ừ. Nghèo á thì khổ não. Cái nào cũng khổ chứ. Giàu cũng khổ mà nghèo cũng khổ. Ừ. Như vậy mình tìm đường giải thoát thì chắc ăn. Làm như thế nào để khỏi, để giải thoát được mấy đó chú? Lấy cái chân tâm. Dạ. Tâm từ bi. Tâm từ bi. Ừ, tâm từ thiện. Giúp đời. Giúp đời rồi xong. Mà cái lưu danh hậu thế. Cũng như Phật Thích Ca Mâu Ni, ổng đi giải thoát. Không được, ổng ngồi với cái tàn cây bồ đề. Cây bồ đề. Rồi ổng cũng đắc được không?
quỷ ma nó tranh cạnh giả gái lơ là đủ thứ, nhưng mà nó chọc đẹo mà ông không nóng, không nóng lòng là chuyện đó, tâm không động rồi là ông không mới lắc được lòng tâm đó. Dạ. Ông già chơi chung một mũi tên rồi, còn thái tử nhỏ đó, kiếp trước đó đi săn bắn có mũi tên nè, sao cũng phải trả nghiệp quả cái mũi tên nó nhỏ như trên cái giò để trả nghiệp. Dạ. Trả quả chứ không phải vậy, có dai có trả đàng hoàng. Vậy là chú sống vậy là chú nghĩ là kiếp trước mình có nghiệp nên mình không có buồn? Không, chú lấy gì? Phải lo trả nghiệp. Chú lấy gì làm niềm vui? Lấy cái đứa lục tự Di Đà. Dạ. Đi trong bể tục mà đời thần tiên thì Nam Mô Di Đà Phật thì sống phơi phới. Đi trong bể tục mà đời thần tiên. À. Là sao, nghĩa đó là sao chú? Nghĩ đó là mình hàng thánh nhân rồi chứ đâu đông người thế gian đâu ai dám làm được vậy. Dạ. Người thế gian không ai làm gì vậy. Nhà giàu cũng không làm được từ thiện như mình. Dạ. Đã nói nguyện đem công quả tu hành cứu trong tâm tổ giảng sanh liên đài về Phật quốc ngày ngày an lạc, cả giống dòng giải thoát liên trầm, rồi đem đạo pháp truyền thâm độ cho dân chúng hết lầm hết mê, rủ nhau á cả dạng vật đồng về Phật cảnh, chẳng liên trần ngạo ảnh gạt lường, nguyện cầu chư Phật mười phương nét bàn thành địch là đường vô sân. Mình về cảnh nét bàn là rồi không còn chết nữa. Vậy là đối với chú thì cái việc mà sống chết nó nhẹ như lông hồng rồi. Không không quan tâm. Ừ. Không nghĩ đến. Không nghĩ đến, bỏ xác sinh về giờ nào là ngày đó hết nợ. Còn xác thế gian ngày nào là còn mang nợ ngày đó. Dạ. Đó. Thì cháu hiểu được, nhận lý được cái câu nào đó cháu để ý chứ chú nói rồi đúng hay sai. À, lúc nãy con đi ngang á thì con gặp chú là con nghĩ chú là một người vô gia cư, là một người khó khăn. À, đứng ở ngay cái ngã tư như thế này để mọi người rủ cái lòng thương của mọi người để mà có tiền để mà sinh sống qua ngày. À, nên ông, nhưng mà con khi mà tiếp xúc với chú thì con không ngờ chú là một người hiểu pháp rất hay. Và đặc biệt là cái công việc hàng ngày của chú là bán vé số chứ không có xin tiền ngay. Không. Người ta cho con không lấy luôn chú. Lấy mình làm phước lợi. Lấy làm phước lợi. Ừ. Dạ. Mà người ta cho mình á, người ta phải nhắc nhở dìu dắt người ta. Ví dụ người ta cho 100 ngàn thì mình niệm Phật 100 tiếng Nam Mô Di Đà Phật để giải thoát trong cái quả nghiệp của người ta. Rồi cầm tiền đó mình cho lại người khác, mình niệm Phật âm thầm chứ đừng có la là không Phật cũng biết. Mình niệm Phật để cho cái người mà cho mình người ta nhẹ nghiệp hả chú? Nhẹ nghiệp, nhẹ quá. Người ta có dai có trả mà. Với hai nữa, nhiều khi tiền kiếp trước người ta đã thiếu nợ mình, giờ này người ta trả mình là coi như mình đã nhận cái phần đó để mà không còn dai trả. Dạ. Chú nói sau này khi già 100 tuổi thì chú mất thì sao? Mất bình thường đó, bỏ xác mà. Xác này, xác thân là thứ gông cồm, nếu làm chẳng dạng thu hùm xé thay, cọp cho xé xấu luôn quốc, không có con nào tha mình đi cảnh thế gian. Dạ. Mình cần mà đừng mạng nó, mình luyện thí nó đừng xài. Chân tâm mình đi đúng, chân tâm làm phải, chân tâm mình làm từ thiện, chân tâm mình quảng đại, chân tâm mình sạch sẽ, trong sạch, thương hết chúng sanh, chăm mọi dạng nhân là mới đúng là người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Xác thân này chỉ là một cái thứ gông cườm mình thôi. Bỏ nó thì sẽ nhẹ mà chỉ có linh hồn, những cái tâm là thiện mỹ. Chân tâm mình lấy chân tâm làm chủ. Dạ. Lấy chân tâm làm chủ. Dạ. Vậy thì cái việc mà chú đi như thế này, chú là đạo Phật Hòa Hảo này, chú đi như thế này, việc cúng kiến của chú thì sao? Khỏi cần, đến với ta chữ thành lòng chứ khỏi cần lại trần quyền. Còn mấy người vô chùa lại Phật và trừ đó là tu chú thế. Dạ. Các sư giả giờ 10 ông là mang tội địa ngục hết 10 ông. Các thầy sư không có địa phương được Phật chứ. Tại sao chú sư mà sao mang tội? Nhận tiền hối lộ, mượn kinh lưng tụng mướn ăn tiền,
giấy tiền vàng bạc cũng không xài nữa, hối lộ Dương Dương lo lót mượn cái mượn cung kinh lưng để tụng, để mà những cái người ma chay đồ đó đám đám á để ăn tiền. Tại sao nói chứ ăn tiền đâu phải. Dạ mình tụng trăm họ vạn dân nè, cầu nguyện bá tánh vạn dân nè, mình thực hiện những điều của tín đồ Phật giáo của họ là đúng. Nên các vị sư đó là ba sau này sẽ mang nghiệp quả chứ mang không nghiệp có trơn. không có phước. Bây giờ các vị sư, bây giờ các chủ trì lớn nhỏ gì không biết, cháu hỏi lại đi, có cái điện thoại nào mà rẻ tiền 50.000-100.000 không? Có xe du lịch có đầy đủ ha, chùa thiền thì tượng to Phật lớn không có nào nhỏ chứ. Mà theo nhà Phật thì mình tu mình đâu có cần chú trọng cái vẻ bề ngoài. Không, chọn bề trong mới gọi đẹp xinh, đừng mang lớp bề ngoài không tốt, nó giả dối luôn. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn hả chú? Tốt gỗ hơn tốt nước sơn là đúng đúng không? Chú có thường đi chùa không? Không, hồi trước khi mới vào chân tâm đó, mới vào tu đó, thì cũng đi làm công quả chùa này chùa kia gần gần 30 mấy ở bên Đồng Tháp, 30 mấy cái chùa ở bên tỉnh An Giang mình, 20 mấy cái chùa đều có mặt chú hết. Sau này chú giác ngộ được rồi, khi mà đã chân tâm mình nắm vững rồi đó là không còn liên lưu với chùa chiền nữa, không có còn. Tại tại vì mình thấy chùa đôi khi một số chùa làm nó không đúng với lại ta ý của Phật, nó sai hết trơn, sai với lực hết. Bởi vậy cái bài nguyện mà cho bá tánh vạn dân cầu nguyện cho trăm họ với của quyền thế tổ ông bà đó, nguyện cầu chư Phật mười phương nét bàn thân tịch là đường vô sanh. Nam mô ta bà giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật ba lần, Nam mô Đại Trí Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Thượng Đẳng Đại Thần các vị chư thần, chư quan cụ thần, chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy núi cảm ứng chứng minh cho trăm họ vạn dân được thoát khổ mê đồ trở về với Phật pháp. Đâu ai nhớ mà kêu réo. Chú bây giờ làm là ở trong cái cuộc sống này, cõi tạm này chú làm là chú không cần tích lũy? Không, biết mình đi giờ nào tích lũy. Đường dinh nhục rủi lai một lát, tử thần kêu giờ nào đi giờ đấy. Yeah. Niệm Phật thì ít có người đẹp. Yeah. Mà Diêm Vương bắt rồi là đâu phải đi rồi. Mỗi người một số phận thôi chú hả? Còn sống thế gian ngày nào còn đau khổ ngày nấy. Dạ. Mà trở về Phật pháp là như hạnh. Như gì chú? Trở về với Phật á. Dạ. Là cuộc đời vinh hạnh lắm. Hạnh thôi. Dạ. Để Đức Quỳnh Giáo Chủ ngày nói, tuy trong bể tục mà đời thần tiên. Mình khổ nhưng mà cái cuộc sống của mình thảnh thơi. Dạ, nó mình không lo nghĩ nhiều. Không nghĩ nhiều mà không có sợ có trộm góp, mà không sợ gì hết. Dạ. Có dai có trả bình thường. Dạ. Tối thì chú ngủ ở vỉa hè hả? Ngủ trên xe này ở vỉa hè luôn. Ngủ vỉa hè chỗ này, chỗ nào mà nó có người dòm ngó mà không bị xì ke ma tí là lại đó ngủ. Người ta vô ra cũng mua bán rồi, người ta dòm chừng gì mình, người ta tiếp gì mình, có gì người ta biết chứ ha, chỗ nào có camera đó lại đó ngủ rồi khỏe. Dạ. Ví dụ như người ta có cắt cho chú một cái cốc nhỏ nhỏ chú tu, chú có chịu không? Không, không chịu. Không, vẫn đi ta bà vậy cho thành. Dạ. Đời vô thường nên chú chọn vô gia cư luôn. Vô. Dạ. Con thấy thường theo đạo Phật giáo Hòa Hảo, một số tu sĩ thì có chọn để hình
của đức thầy hay là sao để cái chân dung của thầy đó, chân dung á. Ừ. Sao chú không để, mình nhà gửi đâu để, đến với ta giữ thành lòng. Dạ. Chỉ cần niệm Phật Di Đà là có ta cái chuyện. Dạ. Chân dung chỉ là hình tướng bên ngoài để không, mình cái, nhớ cái hình đó hồi trước á tập trò hợp lại, sau này á mới phát triển ra cái hình bóng mà sao linh quá. Dạ. Như vậy người ta mấy bổn đạo mấy linh, bổn đạo mấy tinh. Dạ. Những nguyện ước. Dạ. Mấy là thờ phượng. Dạ. Chứ hồi trước mấy ông nhà nho cũng chống tu sĩ đó. Dạ. Đây là chiếc xe của chú hàng ngày, là chú vừa đạp đi đến đâu thì chú trước chiếc xe là sắm á để làm từ thiện cho bệnh viện đa khoa với các chùa chiền. Sau này đó mất chiếc kia nó tới 2 triệu mấy, cấp đó tiền mắc lắm, vàng cấp đó có mấy trăm tỷ mà sắm 2 triệu mấy. Rồi sau này mất chiếc xe đó bị trộm lấy rồi không có mua lại xe này 2 triệu tới giờ luôn. Bao nhiêu năm mà chiếc xe này gắn bó chú bao nhiêu năm rồi? Xe này hình như là cũng 20 mấy năm rồi. 20 mấy năm rồi. À. Dạ. Đó, rồi mình gắn niệm Phật đi. Chú ăn tương là bao nhiêu năm? Ăn tương chắc cũng không nhớ. Đổ về Gia Cang là bắt đầu vô bệnh viện đa khoa ăn tương luôn tới giờ. Cũng muốn 40-50 năm hả chú? À. Dạ. Ăn tương để cải giữ về lành, không gây quan nghiệp. Dạ. Ta mận cho thế gian ăn mình cũng không có tội. Dạ. Mà tại vì tiền kiếp nhiều đời của mình đã hưởng cái quả lành, vì vậy thì thôi mình thương cháu tổ. Dạ. Nói chung là cháu đau đạm bạc. Dạ. Nghèo lưng thường biết niệm Di Đà. Dạ. Tương với muối cháu rau đạm bạc. Nghèo lương hiền biết niệm Di Đà. Dạ. À, con có nghe chú nói là ăn mặn thì nó cũng không có tội, mà nhưng ngược lại là nó gây quan nghiệp. Gây quan nghiệp. Ừ. Dạ. Để mình ăn người ta mới mặn. Dạ. Mà cái bình thường người ta mặn ăn bán cho thế gian ăn người ta không có tội. Dạ. Mà khi không mà đám thiệt cúng quả gì sát thanh là có tội. Dạ. À, thưa cô bác quý anh chị, chú Bòn á thì sống ở trên cái chiếc xích lô này vòng thành phố Long Xuyên này ha chú. À. Ha. Và mấy giờ thì chú đậu ở chỗ ngã tư này? À, bữa nay đậu về này 2 lần rồi. À, một bữa cũng đậu ở đây, bỏ xe đây, đi lại đằng chỗ tín dụng chỗ ta rút tiền rồi bán với số. Dạ. Rồi chừng nào nó ổn cái thấy nó chậm cái bắt đầu đổi hướng đi bán chỗ khác. Dạ. Hôm nay rất có duyên gặp với lại chú Bon. Cô bác anh chị mà có đi thành phố Long Xuyên gặp chú và ủng hộ cho chú vài tờ vé số như thế này. Dạ, ha. Rất cảm ơn. Dạ, đó là chia sẻ cuộc sống của chú Bòn, một người vô gia cư. À. Bán vé số làm từ thiện không để dư đó, và ngay cả trên xe của chú thì có cả những cái hộp cơm như thế này để mà gặp những cái hoàn cảnh khó khăn nào đó thì chú cũng phát cho người ta luôn. À, đây là cái tất cả các bánh trái cũng như là đồ đạc chú đều để ở trong này hết à. Và chắc có lẽ là những cái dụng cụ mà nhỏ nhỏ chi chít thì chú vẫn để đây nè. Hả? Cô bác anh chị thấy không? Thật nhìn thì mọi người cứ nghĩ đây là một ông lão vô gia cư xin ăn ở, cũng như là nhờ sự giúp đỡ rủ lòng thương của mọi người để mà cho tiền. Nhưng mà sau khi tiếp xúc với lại chú Bòn này mình mới hiểu được là cái tâm đạo của chú và cũng như là cái cuộc sống của chú để mà giúp đời. Dạ. Chú Bòn. Dạ, giúp đời. Dạ. Chứ mình chết đâu có mang theo được, để giúp đời cho mà mọi người ra mến. Dạ. Chết thì cũng lưu tiền không thế. Dạ. Lúc đầu trước sau mình cũng phải di trạch thôi. Theo lời á Đức Quỳnh Giáo Chủ ngài dạy đó, lập rồi cái hội Long Hoa đặng coi hiền đức được là bao nhiêu, thì đây cái hội Long Hoa nó cũng gần kề rồi. À, bây giờ chắc có lẽ là kết thúc clip này thì con với chú sẽ trao đổi một số nội dung về đạo và ở kênh Quỳ Hồ sẽ đăng ở trên cái kênh Hồ Đồng Tháp với cô bác quý anh chị để nghe chú nói thêm về đạo ha chú. Dạ. Rồi, con chào chú, chút xíu nữa con sẽ ủng hộ vé số. Dạ. Cho chú ha. Dạ.